Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với channel của mình và mình là Lộc Sutaki. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ chơi tiếp Minecraft tận thế zombie ha. Hôm rày thì cái khu vực chỗ ở dưới tầng hầm của mình nó chưa được trang trí sơ lại đó. Nên hôm nay thì mình đã làm một cái chỗ giống như là cái chỗ ngủ ha. Làm cho đẹp thôi chứ thật ra ngủ cũng đâu có được đâu. Nhìn muốn đi ngủ ghê luôn á mà tiếc là trong đây không có đi ngủ được. Khá là sukana và bây giờ thì lại tối tiếp rồi. Trời, tối mà còn đêm trăng máu nữa nên khá là mệt ha. Mình tính là bây giờ sẽ đi lên trên để làm hàng rào phòng ngự bằng xương rồng á. Vì mình thu hoạch xương rồng khá là nhiều rồi, đủ để mình làm hàng rào xương rồng rồi. Nhưng mà tiếc thay, hôm nay là đêm trăng máu. Và các bạn thấy rồi đấy, toàn bộ phần đất đã được mình ốp thêm một cái lớp đá nữa. Và cái đá này mình sẽ lót ở nửa dưới ha. Nên mình sẽ thử coi hôm nay nó có xuất hiện được quái ở trong cái chỗ ở mình hay không. Cơ chế bình thường của Minecraft á, là những cái block nửa dưới giống như vậy là nó sẽ không có xuất hiện quái ha. Bất kỳ con quái nào cũng vậy luôn, không có xuất hiện. Có vẻ là khá là hiệu quả đó. Nè, mặt trăng máu đã lên rồi nhưng mà chỗ của mình tuy không cấm đốt luôn mà nó vẫn không xuất hiện quái nè. Vậy là mình đã tìm ra giải pháp để không cho zombie nó xuất hiện trong chỗ ở mình rồi, là lót nửa dưới. Hợp lý thiệt sự. Úi giời, giờ thì chỉ cần đứng ở đây và phòng thủ thôi. Ào. Tranh thủ lúc mà quái nó chưa có áp sát mình á thì mình sẽ lấy cát ra. Hôm nay là cần dùng rất là nhiều cát á, để mình lót ở phía bên ngoài giống như vậy nè. Lót hết luôn. Mình xây nó bị dư ra như vậy á là để mình đặt cát xuống nó không có bị chìm sâu xuống dưới nước á. Thường thường cát thì mình đặt mà nó không có ô che ở dưới là nó sẽ bị chìm ấy. Nên mình mới ốp như vậy. Ôi. Láo tét hả? Có vẻ là khẩu súng của mình bây giờ mình đã làm quen rồi, nên mình bắn rất là chuẩn luôn. Đó. Và tiêu diệt được những con quái tầm xa rất là dễ ha. Tới số mấy con này tới số với mình nữa. Rồi. Chủ yếu là bắn mấy con cầm súng thôi, chứ mấy con cầm kiếm hoặc là tay không thì mình không sợ ha. Giờ thì tiếp tục với công việc thôi. Bữa nay là mình phải làm cho được cái bức tường bằng xương rồng này mới chịu. Tăng tối đa cái khả năng phòng thủ lên luôn. Ốp xong cát rồi, giờ thì tới công đoạn ốp xương rồng phải không? Trời đất ơi, nó nó tận dụng cái số cát này để nó đi lên cái chỗ mình ở nè. Mấy con này nó cũng ranh ma thiệt. Ranh ma hả? Ranh ma nè. Láo tét. Cái này ta đặt cát là để người ta trồng xương rồng chứ không phải cho mấy người lên đâu mà hết lên đây. Oh no. Ôi chết rồi, mình đặt như vậy thì hơi ẩu ta. Gì thì cũng chưa tối ưu được á nhờ. Cũng hơi căng nha. Tại vì mình không đặt sát trong vách tường này được. Nó bị kẹt cái block hàng rào rồi nên nó không có đặt sát vách tường. Cũng hơi căng á. Không biết một đêm nay thì mình có làm xong được cái bức hàng rào xương rồng hay không nữa. Hy vọng là kịp. Cái tình hình mà vừa làm mà vừa chống chọi zombie như vậy thì nó hơi mất thời gian á. Cố thôi chứ biết sao giờ. Và đặt xương rồng không thì nó chưa có tối ưu được khả năng phòng ngự á. Nên chắc một xíu nữa mình đi múc nhung nham. Các bạn hiểu ý mình rồi đó. Mình sẽ đổ nhung nham vô thêm ha, cho chắc. A few moments later. Ủa đâu ra mấy con này đây? What? Trời đất ơi. Vẫn có một số con đâu nó mò vô được bên trong chỗ mình ở luôn nè. Điêu vậy. Ây da. Có con cầm súng. Ảo ma Canada thiệt chứ. Kìa, cái bức tường xương rồng bắt đầu phát huy công dụng rồi đó. Một vài con đi lên là sẽ bị mất máu khá là nhiều ha. Có vẻ là hợp lý đấy. Rồi gán chống cự qua đêm nay đi. Mình nghĩ sao đêm nay là mình xong cái hàng rào xương rồng rồi. Sau khi xong cái hàng rào thì mình sẽ chuyển sang công đoạn là tìm nhung nham vác dùm thạch để còn đổ ra bức tường nữa ha. Hôm nay là ngày để nâng cấp phòng ngự á.
Hôm qua chỉ là mới xây cái hàng rào thôi, hôm nay là nâng cấp liền. Có vẻ là một lớp thì chưa đủ ha, giờ quất thêm lớp thứ hai nữa cho chắc. Đó, mấy con zomba vô hộ một cái. Ui giời ơi. Ừ, đặt ngay đây luôn. Ôi, khoan. Ừ, khó nhờ. Đặt gì thì nó bị hở hết chỗ nè. Mình nghi chỗ này hở là nó mò mò nó vô được á. Nhưng mà số khe hở thì nó khá là ít ha. Cái này có 4 góc nên nó chỉ có 4 khe hở thôi. Chắc cũng không tới nổi nào đâu. Giờ thì tranh thủ ốp lẹ cái hàng thứ hai nè. Không thôi một hồi trời tối là không có kịp trở tay với mấy cái con zombie nữa. Nó càng tới nhanh lắm. Mệt mỏi thiệt. Nó. Tới công chuyện chưa? Nè, zombie nè. Cho zombie thành con nhím luôn. Đó, kế hoạch của mình đã thành công rồi. Tối mà nó đi đông đông á, nó đi chùm á, lũ vô đây kiểu gì cũng thành con nhím di độc thôi. Xương gọng đâm chịu gì nổi. Cái này đưa mình vô chịu còn không nổi hay chứ. Rồi xong rồi, giờ tới công đoạn AFK thôi. Mình sẽ gán AFK coi một xíu mấy cây xương gọng này nó lớn lên á. Thì mấy con zombie nó có bắn bể được xương gọng hay không nha. Tại mình chưa biết là xương gọng bắn. À, xương gọng có thể chặn được đạn. Nè, súng mình bắn không có bể được. Đã. Rồi luôn. Vậy là đây sẽ là một bức tường thành rất là kiên cố dành cho mình đây. Nè, xương gọng nó lớn cao như vậy là zombie nó không có chui vô được luôn á. Muốn chui vô cũng hơi khó á. Hợp lý. Rồi giờ thì muốn chắc chắn hơn thì khúc này mình sẽ đổ thêm dung nham á. Một số con nó chui vô lọt qua đây á thì nó sẽ bị dung nham đốt. Hợp lý. Hên. Gần sống rồi. Gần sống thì trời cũng vừa tới cái đêm trăng máu á. Để mình test thử luôn. Hôm nay chúng ta chống cự với... Ôi, còn thiếu một số đây. Thôi kệ đi. Một số thôi, chắc không ảnh hưởng nhiều đâu. Đêm nay để coi chúng ta sẽ chống cự với bọn zombie như thế nào. Với bức tường mới nâng cấp này ha. Nhìn là mình thấy hơi ngán rồi đó. Huống hồ không biết mấy con zombie này như thế nào. Để một xíu quá nó xuất hiện nhiều đi. Hồi hộp quá. Bây giờ mình lại không ngán zombie bằng ngán mấy cái thanh niên sát thủ cầm súng nha. Mấy tên lính đến thuê cầm súng bắn đúng rác luôn. Chắc mình phải gán nâng cấp giáp thôi. Ôi ôi, cái quần qua mới nhặt giờ muốn hư nữa rồi. Tiếc dữ không biết nữa. Đã vậy trời còn mưa nữa chứ. Sợ liền, mình nói rồi, mình nhìn là còn ngán. Bây giờ mình làm xong cái bức tường bằng xương rồng á, giờ zombie nó không dám lén phén lại luôn. Trời ghê chưa? Kìa, có con nó lại đi, nó thử xương rồng mình kìa. Thử hả? Thử nè, lên thiên đàng mà thử đi. Thử hả? Muốn thử không? Đó, quá là lợi hại. Nâng cấp nhẹ thôi mà đã phát huy công dụng đến như vậy rồi. Tuyệt vời. Giờ thì hết sợ zombie nó quấy rầy mình rồi ha. Nó mà quấy rầy thì nó sẽ tự nhận kết quả không mong muốn thôi. Và bây giờ thì mình sẽ dành một xíu thời gian để mình nâng cấp áo giáp thôi. Chứ mà mình bị mấy cái tên lính đánh thuê cũng như là những con zombie cầm súng nó bắn thì khá là rác. Và trong đây thì một số loại giáp muốn chế tạo được, chẳng hạn như là cái combat, cái quần combat này nè, mình vẫn có thể chế tạo được ha. Nhưng mà mình phải có những cái thiết bị cần thiết để làm ra mấy cái món đồ này. Nó khá là rườm rà á. Đầu tiên thì mình cần phải có cái được gọi là metal press, một cái máy đập á, máy đập vật liệu. Đó, mình sẽ làm được những cái cọng dây bằng đồng ha. Mình làm nhiều đi. Rồi, giờ thì làm luôn cái cục năng lượng ở giữa thôi. Ồ, nó còn phải có thêm một cái ốc vít ở giữa nữa nè. Thấy chưa, chế tạo máy móc là nó cần rất là nhiều nguyên vật liệu luôn á. Mà hên là hôm rày mình có đi đào khoáng sản á, nên bây giờ mình không có thiếu đâu. Giờ là cứ bấm là chế thôi. Đây, mình đã có được cái máy đập nguyên vật liệu rồi nè. Cái máy này mình sẽ đặt ở góc nào vậy ta? Có góc nào mà bị... Ôi! Oh! Trời ơi, cái... Ôi, nó bị lỗi cái giá cho đồ này. Hồi nãy mình đặt ở dưới mà sao bây giờ nó bị nằm nghiêng rồi. Trời đất ơi. Kệ đi,
Giờ cái tạm thời mình sẽ đặt cái máy đập đò ở bên góc này đi ha. Xong một máy, tiếp theo là tới cái máy nung. Cái máy nung này thì mình cần phải có lò nung, khối sắt và cần gì nữa. Nè, bây giờ nó cần những cái blade đây nè. Mà mấy cái blade này mình phải đập sắt ra. Thế nên bây giờ thì mình cần phải dùng tới cái metal brass này. Mình sẽ cho sắt vào. Đó. Nhưng mà các bạn thấy đấy, mình cho vô nó đâu có chạy được đâu. Tại vì hiện tại nó chưa có điện. Mình phải cung cấp cho điện cho nó nữa cơ. Đây. Ủa, cái gì? Tiếng gì bằng bằng vậy? Ê, ê, ê. Khoan. Có con nào nó bắn cái đùng gì trên này á? Cái gì ghê ấy? Cơ. Biết ngay mà. Con này lén phén vô cái ruộng của mình. Đụng vô cái ruộng của mình là mình khô máu với nó. Rồi thấy chưa, hư ruộng rồi nè. Ây chết tiệt mà. Gì đó mà nó cũng lén phén vô cái ruộng của mình được. Thấy các bạn thấy mình nghe dữ không? Nó đụng nhẹ vô cái ruộng là biết liền. Thôi bây giờ thì mình sẽ làm một cái để cung cấp điện ha. Cái cung cấp điện thì mình có thể làm bằng cái này đi. Mình sẽ cần một cái lò nung, 2 redstone. Một cái lò nung, 2 redstone. Và một ít sắt nữa. Ok luôn, một ít sắt. Cuối cùng là mình cần phải có cái machine block này. Machine block thì cần có sắt nữa. Nói chung là bây giờ đụng tới cái gì nó cũng cần phải có sắt hết á. Rồi sắt với redstone đúng không? Sắt với redstone. Và quan trọng hơn là nó cần phải có một cái rương nữa cơ. Đây, một cái rương. Rồi, giờ thì đủ đồ rồi. Lượm thôi. Đó, đây là cái để cung cấp điện á. Mà cái này thì chạy bằng than thôi. Khá là rẻ luôn. Than thì mình có đầy ấy mà. Cho vô. Mình sẽ cho vô là nó sẽ tạo ra điện nè. Đây, nó đang sạc điện. Nó đang sạc điện cho cái máy của mình. Đó, và nó đã đạp được hai cái miếng sắt rồi. Mình sẽ cho thêm nhiều một xíu để cho nó đập ra ha. Đấy, đập thêm một lần nữa. Và chúng ta sẽ có được 4 miếng sắt. Ồ, hồi nãy định làm cái gì ta? Cái gì blast gì á? Này, blast for này. Né. Vậy là xong rồi, chúng ta đã có được cái lò nung rồi ha. Với cái lò nung này thì mình có thể nung ra. Hồi nãy mình định làm cái giáp gì ta, quên mất tiêu rồi. Để mình coi. Cái giáp. Cái bộ giáp mình định làm là bộ đồ combat á. Combat. Đây. Bộ đồ combat đây. Mình cần phải nung hắc diệm thạch ra. Và hắc diệm thạch này thì mình cần phải kết hợp thêm với cả thép cơ. Lúc đầu thì mình còn định làm cái alloy smelter cơ. Nhưng mà một hồi mình xem công thức á thì nó lại có một cái công thức phụ nữa. Mình làm từ than kết hợp với sắt thôi. Mình vẫn có thể tạo ra được thép ha. Đây công thức của nó nè. Được 4 thép luôn. Hợp lý thiệt sự. Thành thứ ra bây giờ mình sẽ cho nhiều vô. Thêm 4. 4 dưới 4 là 8 rồi. Rồi 12. 1, 2, 3, 4, 16. Mình sẽ làm 20. Làm cỡ 20 cái thép ha. Để chúng ta có nhiều để làm ra những cái thép hắc nhiệm thạch. Trời ơi nó đã gì đâu quá nghe. Nè chuẩn bị có cái mẻ thép đầu tiên nè. Công nhận giờ làm mấy cái đồ này nó hiện đại kìa ha. Phải có máy móc đầy đủ thì mới chế tạo được á. Mình thì không có rành về vụ này nữa. Rồi có thép rồi nè. Đã chưa. Nhưng mà phải đợi cho nó nung ra. Hiện tại thì nó nung khá là lâu ha. Nhưng mà cũng phải ráng đợi thôi chứ biết sao giờ. 2000 years later. Đợi cái này là hết cả thanh xuân luôn á. Và tổng cộng thì mình có 20 cái thép rồi ha. Và 20 thép thì mình sẽ kết hợp với 20 hắc diệm thạch luôn. Giống như vậy là chúng ta sẽ có được tới tận 20 cái hắc diệm thạch thép ha. Quả là đã. Lâu lâu thì mình săn zombie á, nó vẫn có một số con nó rơi ra hắc diệm thạch thép cơ. Nhưng mà nó khá là ít ha. Mà hai cái thì mình đâu có đủ đâu. Một cái nón thì bèo lắm nó cũng cần 3 thép rồi. Đây. Đợi cho nó xong. Ui xong rồi nè. Có vẻ thép hắc diệm thạch làm khá là nhanh ha. Mình sẽ làm trước cái nón đây. Úi giời ơi đây rồi. Đây. Chúng ta sẽ có được cái nón chiến đấu. Quả là dữ. Xong một món. Chờ tới cái quần.
Cái quần thì lại cần tới 4 lận. Còn thiếu một, còn thiếu một. Có quần mới rồi nghe, quần cũ sắp dục được rồi đó. Chiến đấu mấy ngày nó gách hết trơn rồi. Đây, cái quần mới luôn. Bỏ vô. Quần là công thức như vậy. Đấy, ủa? Đúng không? À, đặt ngược, gì mới đúng. Rồi, mình đã có quần rồi. Cuối cùng là cái đôi ủng. Đôi ủng thì cần có 2 thôi à. 2, có luôn. Xong. Vậy là chúng ta đã có được một cái set đồ mới rồi. Quá là tuyệt vời luôn á. Đây, lên đồ nào. Lên đồ. Cởi cái này ra, cởi cái này ra. Mặc đồ mới vô. Đó. Đó, nhìn giống chiến binh chiến đấu rồi đó. Còn có mắt kính nữa trời, ngầu thiệt. Quá là đã luôn. Thôi mình sẽ thử mình chế tạo luôn cái áo đi ha. Cho nó đổ bộ giáp coi coi nó có đẹp hay không. Áo là cần tới 6 cái thép hắc nhiệm thạch lận. Đây rồi, đủ rồi. Chế tạo thôi. Cái áo giáp. Tèn tèn. Bộ giáp chiến binh. Chuẩn bị. Lên đồ. Bùm. Ui. Có kìa nó ngầu. Quá là dữ luôn. Tiệc của mèo, tiệc của mèo. Mình cầm súng lên nữa. Không gì bằng luôn á. Bây giờ chắc đi tìm vô mai tính sổ thôi. Và khi mặc full cái giáp này thì các bạn nhìn kìa. Mình chạy cực kỳ nhanh luôn. Ui. Tích hợp thêm. Ờ mà quên, mình đâu có mặc áo kia đâu ta. Được nha, set đồ này không có nhảy cao nhưng mà được cái chạy nhanh. Hợp lý thật. Quá đã, quá đã. Giờ thì lên chiến đấu thử luôn nha. Được đấy, được đấy. Ủa? Nhưng mà tiếc là bây giờ đang là ban ngày. Ban ngày thì nên không có zombie á. Trời ơi, giờ đang muốn test mà không có zombie để test. Ok, đợi xíu nữa trời tối rồi test sao cũng được. Và để ăn mừng cho bộ giáp mới này thì mình sẽ làm luôn một cái khẩu súng mới ha. Hôm qua nay thì làm súng bắn tỉa rồi. Bắn tỉa thì nó bắn không có được nhanh cho lắm á. Nên hôm nay mình sẽ không làm lọc bắn tỉa nữa. Chuyển sang thành lọc ha, càng quét ha. Mình sẽ chế tạo khẩu súng nó tự động một xíu đi, bắn nó nhanh nhanh hơn một xíu. Ở đây thì mình thấy có một vài khẩu súng nó lên tới 30 viên đạn một băng nè. Mà sát thương thì mình so sánh coi. Cái cậu Mta này có vẻ là có sát thương ổn. Tốc độ ra đạn cũng nhanh ha. Mà đạn cũng nhiều nữa nên mình sẽ làm khẩu này đi. Bùm. Công thức rất là rẻ luôn. 6 sắt và 10 cái flip red glass thôi ha. Đọc cái này mà lẹo hết cả lưỡi luôn á. Và làm thêm vài băng đạn của nó nữa. Rồi. Ổn áp, ổn áp. Giờ thì chuẩn bị đi thôi. Càng quét zombie thôi, gà đạn coi. Đó, 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 lên đạn, lên đạn. Nhưng mà có vẻ là cái này nó chưa có được ống nhắm nên ngắm hơi khó nha. Không biết là mình có nên làm red dot để bắn cho nó dễ hơn hay không nữa. Ok, tạm thời thì chưa gắn red dot vô đâu. Có cần sơn súng không nhờ? Có nên sơn súng cho nó tăng đam không? Khẩu này sơn màu gì là đẹp ta? Ui, khẩu này nhìn giống na ná khẩu AUG ấy. Có cái nét nét gì đó, đó giống AUG ha. Wow, cái này chắc mình sẽ sơn màu đỏ. Hợp lý, hợp lý. Hôm nay mình sẽ sơn cái súng màu đỏ cho nhỏ nó mừng á. Rồi, sơn súng thôi. Súng đỏ. Lẫm. Giờ thì chiến thiệt nè. Hồi nãy giờ là chỉ khâu chuẩn bị thôi ha. Chuẩn bị đầy đủ vũ trang các thứ là chỉ để trời tối và chiến đấu thôi. Không thể nào nhường nhịn nó giống như lúc đầu được. Lúc đầu các bạn thấy rồi đấy, mình gặp nó là mình chạy trốn nhu chui trốn nhủi luôn. Rồi, ơi, ơi, đâu ra đây? Headshot. Láo toét nè. Sấy hết một băng đạn luôn. Mà cái này nó hơi giật. Cái này công nhận hơi giật thiệt. Mà được cái bắn nhanh nha. Hơi giật xíu mà bắn nhanh. Được đấy, để hôm nay mình sẽ càng quét bọn zombie cho các bạn xem. Vô. Ủa, cái này nghiệm tâm hơi mệt nha. Ây da, ây da, gà đạn, gà đạn. Đi săn zombie. Ồ. Quá đã luôn.
30 viên có vẻ bắn chưa đã. Trời ơi, trời ơi, trời. Súng giật quá. Súng giật quá. Cái súng quá trời giật rồi. Mình ghiềm tâm không nổi luôn á. Kìa kìa kìa, chó sói đang chiến đấu với zombie luôn kìa. Mình sẽ hỗ trợ chó sói. Được, mình và chó sói sẽ chung một phe ha. Láo tét, láo tét. Mình bắn từ từ thì nó cũng không tới nổi giật. Nhưng mà mình sấy thì nó sẽ giật lên trời luôn á. Rất là nguy hiểm. Thôi, không sao, không sao. Phải tập điều khiển súng ha. 11, chế tạo những con súng xịn hơn nữa thì nó còn giật nhiều hơn cái này gấp mấy lần ấy. Căng 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 căng. Kìa 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 kìa. Này thì sát thủ nè. Mấy tên sát thủ là chết với mình hết. Bữa nay mình đã có cái súng cắt chế với tên sát thủ rồi. Ok. Và mình đã quyết định rồi. Mình phải quay lại những cái thành phố mà lúc đầu zombie nó dí mình để trả thù mới được. Vũ trang đầy đủ rồi không trả thù là không được. Lúc trước tên nào bán hành cho mình hả? Xuất hiện đi. Các ngươi phải trả giá. Dồn bài hả? Vô đây. Trời ơi, súng sấy bắn đã ghê luôn á. Cực kỳ thích luôn. Này thì zombie nè. Đây đây rồi, đây đây chính là nơi mà lần trước mình trốn chui trốn nhủi nè. Vô 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 vô, đỏ súng, đỏ súng. Đỏ súng. Dám đỏ súng hả? Đâu nữa? Zombie cầm bơm á. Cầm bơm hả? Này thì cầm bơm, cầm súng nè. Đây chính là nơi mà lần trước mình chạy chui trốn nhủi nè. Mình vẫn còn nhớ nơi này. Có vẻ là mình vẫn chưa khám phá hết cái thành phố á, nên chắc mình sẽ đi tìm coi coi còn cái rương nào bỏ trống không á. Ai... Ê, rương hả? Cái này cái rương. À không phải. Tưởng cái rương chứ. Thiệt luôn á. Chưa bao giờ mà nhặt được rương trong thành phố nha. Đe thì nhặt hoài nhưng mà rương thì chưa. Thử hôm nay mới nâng cấp giáp súng các thứ rồi. Cho gặp cái rương nữa là đẹp nè. Wow, con zombie nào mặc full giáp của cảnh sát luôn. Đúng rồi. Bây giờ mặc cái giáp này nhảy thấp quá, không quen lắm. Đi, đi xuống dưới đi. Ui, sát thủ, sát thủ. Ao, hết đạn, hết đạn. Sát thủ nè. Wow, sát thủ rơi ra súng kìa. Cái này nhìn giống VSS vậy. Chính xác, chính xác. Khẩu súng mình vừa nhặt là khẩu VSS ha. Khẩu đó nó có gắn giảm thanh nên bắn không nghe tiếng gì luôn. Nè. Wow. Bảo sao hắn bắn mình không nghe tiếng gì hết. Súng bắn em rua à. Cái súng này đi bắn lén là hết sảy luôn nè. Nhưng mà cái này thì mình cần phải chế tạo đạn 9x39mm. Cái này thì mình không có đạn. Thôi, tạm thời cất đi. Súng mới thì cất vô góc đi. Từ từ thì mình sẽ dùng nó vô một số mục đích riêng á. Ồ, Có rương rồi. Cái rương đầu tiên. Cho mình táo vàng. À, được nha. Hộp giống dưa hấu luôn. Hợp lý, hợp lý. Có rương. Trời. Vậy là trong thành phố vẫn còn rương nha. Đã ghê á. Hôm nay gặp được cái rương đầu tiên rồi nè. Cái rương thứ hai. Ồ. Trời. Quá trời đồ rồi. Cất vô liền. Hai cái rương trong một tòa nhà rồi đó. Có vẻ tòa nhà này hơn. Đi tiếp. Giờ qua đây gặp thêm cái rương nữa là đẹp. Hấp trời. Trời ơi, tưởng đâu có thêm cái rương nữa chứ. Rồi lên sân thượng luôn rồi. À, như vậy thì hết rồi ha. Cũng được. Có cái nền rồi đó. Hy vọng chúng ta sẽ may mắn hơn trong những lần tiếp theo. Ở trên cao thì mình sẽ tận dụng cái cây súng bắn tỉa của mình.
Để mình quan sát coi coi có rương nào bỏ trống không. Có rương là mình sẽ thấy liền ha. Nhìn thử coi. Không có rương. Ai chà chà, căng quá căng quá. Thôi đi xuống dưới thôi. Nãy giờ khám phá trên đây nhiều rồi. À được, mình sẽ nhảy xuống từ trên không và mình tiêu diệt bọn chúng cho các bạn xem. Cú nhảy thần thánh 360 độ. Xuất hiện đi. Đó. Quá là đã luôn. Nữa nè, cầm khiên á. Lúc đầu tôi cầm khiên rồi ai cầm cầm súng rồi dí tôi. Ai ui súng giật. Trời. Ai cầm súng dí tôi. Này thì cầm khiên nè. Nữa, rơi ra súng gánh nữa nè. Ờ nó lại rơi ra thêm một cây Remington 870 nữa cơ. Cái Remington đó thì bắn hơi lâu á nên mình cũng hạn chế dùng nó lắm. Tiếp tục nào. Vậy là thành phố này nó chỉ có đúng cái tòa nhà hồi nãy mình lướt là nó có rương thôi. Mình sẽ men theo cái con đường quốc lộ này. Mình sẽ coi coi nó dẫn tới cái thành à, chắc là nó sẽ dẫn tới cái thành phố mà ban đầu mình xuất hiện á. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Ủa? Ok. Nãy giờ bắn á mà không có red dot, bắn bằng đầu ruồi thì nó hơi khó trúng á. Giờ thì tăng khả năng bắn trúng hơn thì mình sẽ làm red dot luôn. Ôi thôi bấm công thức đi. Không nhớ mà bài đặt tự chế tạo tay nữa bố tay mình tiền. Rồi đã có được red dot rồi. Đây đây chính là cái red dot á. Mình sẽ lắp vô cái súng của mình thôi. Đây red dot. Nó wow, cái này nó còn có tay cầm nữa nè. Khẩu súng mờ ta này còn có tay cầm nữa cơ. Được thiệt sự. Có red dot rồi nè. Ai cha cha, tay cầm để mình coi coi tay cầm như thế nào. Cái tầm là grip đúng không? Đây đây đây. Tay cầm là grip. Cái này là tay cầm dọc hay sao nè. Giá học sinh sinh viên thiệt sự. Đây. Úi giời, nâng cấp nữa thôi. Đây, vui phụ kiện luôn. Nó có tay cầm nè. Trời ơi. Ủa sao bắn nó giật hơn vậy? Ồ, hay là tại mình bắn bằng... Ủa sao mình thấy nó cũng giật mà. Giờ thử lại với cái tay cầm dọc coi. Cái tay cầm hồi nãy như là tay cầm thay đạn nhanh á. Bây giờ là tay cầm giảm đồ giật là chính nè. Thử tay cầm khác. Rồi. Wow, wow, tay cầm này thì nó lại ổn định hơn rồi nè. Wow. Đây rồi. Tầm một chỗ. Hợp lý thật sự. Mình đã tìm ra tay cầm thích hợp cho khẩu MTA này rồi. Tuy nó sẽ tay đạn chậm hơn một xíu ha. Nhưng mà không sao. Mình sẽ có thể khắc phục bằng cách là chạy để có thời gian thay đạn ha. Quan trọng là bắn nó chuẩn hơn là được rồi. Hợp lý ghê luôn. Làm sao? Như nào? Vô đây. Trời mấy con zombie. Ôi giời. Bắn nó nè. Đi cà kìa zombie luôn. Qua đây mấy cưng. Qua đây chơi với anh này. Ui giời. Mình chỉ cần đứng ở đây và tiêu diệt zombie thôi ha. Rất là nhàn hạ luôn á. Hợp lý ghê luôn. Và trong tương lai không chỉ mình sẽ đứng ở đây đâu, mà mình sẽ thiết kế những cái gọi là sao ta, những cái bục quan sát kiểu kiểu như vậy, để mình đứng trên đó mình có thể nhìn zombie, mà zombie nó khó nhìn thấy mình ha. Và từ vị trí cao hơn thì chắc chắn là mình sẽ có lợi thế và dễ dàng tiêu diệt nó rồi. Đó là kế hoạch của mình ha. Còn hiện tại thì vẫn phòng ngự như cách thủ công này thôi. Là gặp zombie ở đâu thì qua hướng đó để cà khịa. Hơi bị đã luôn. Hy vọng rằng mình sẽ sớm có dịp để quay lại cái thành phố ban đầu nơi mình mới xuất hiện á. Đó là nơi mà mình còn rất là nhiều mối thù cần phải trả nha. Rồi nói chung trong ngày hôm nay thì rất là thành công khi mà vừa có súng mới, vừa có giáp mới để mặc và chiến đấu nữa. Không gì tuyệt vời bằng luôn á. Và cảm ơn các bạn đã xem hết video này của mình. Hẹn gặp lại các bạn vào những video kế tiếp nhé. Bye bye.